Trung tâm Apex Leaders hồi cuối năm 2022 công khai còn hơn 700 tỷ tiền mặt. Vậy mà nay Shark Thủy phải kêu cứu nhờ nhà đầu tư góp thêm chút vốn. Được biết, chiều ngày 27 tháng 2 vừa qua, trong cuộc họp trực tuyến, ông Nguyễn Ngọc Thủy, chủ tịch E-Group, đích thân kêu gọi nhà đầu tư góp tiền hỗ trợ quá trình khôi phục hệ thống trung tâm dạy tiếng Anh Apex Leaders. Lý do là vì không thể trả nổi tiền mặt bằng, mong được các nhà đầu tư rót vốn cho vay có lãi suất sẽ trả sớm nhất trong 13 tháng. Ngoài ra, Shark Thủy có nhấn mạnh trung tâm đang đối mặt với nguy cơ đóng cửa. Nếu công ty không huy động đủ khoảng 5 tỷ đồng, sẽ phải dừng hoạt động và mất toàn bộ mặt bằng miền Nam cùng khu trọng điểm Hà Nội. Theo tìm hiểu, kế hoạch tài chính sắp tới của Apex Leaders khẳng định ban lãnh đạo không chỉ kêu gọi nhà đầu tư góp thêm tiền để giải cứu, mà đã nắm chắc giải pháp khôi phục cho các trung tâm có tiềm năng. Còn địa điểm, còn học sinh, còn giảng viên, kiểu gì cũng chiến đấu được. Vậy mà cũng có ngày Shark phải đi kêu gọi nhà đầu tư. Đúng là chuyện thật như đùa, phải không anh em?